minh ngọc xin bến chào quý vị khán thính giả của kênh audio chuyện hay quý vị và các bạn thân mến trong chương trình đọc truyện hôm nay audio chuyện hay xin gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện của một cô gái từng trải qua một tình yêu sâu sắc mà vẫn buộc phải chia ly chỉ vì một chữ trinh đã từng trao đi trước đó ở lứa tuổi đôi mươi tràn đầy sức sống mà chỉ một chút nữa cô ấy đã đánh mất chính mình vì một phút sai lầm trao trái tim cho một kẻ không đáng. Audio chuyện hay tin rằng câu chuyện của cô ấy sẽ đem lại rất nhiều cảm xúc cho các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện. Cái nóng bức của mùa hè tỏa ra trên từng góc phố nhỏ, men đến đỉnh đầu của những con người đang tất bật vội vã chen trúc trong từng khung đường hà nội người ta thường hay nói đùa rằng hà nội không vội được đâu chắc là chỉ dành cho những người du dân thực khách ghé thăm thành phố thủ đô trong chốc lát bởi phóng tầm mắt ra xa là sự bận rộn tua nhanh đến ngộp thở của cả con người và cảnh vật cuộc sống công nghiệp và sự chuyển đổi của nó nhanh như bão táp con người luôn phải gồng mình lên để chạy theo Thật khó để có thể tìm được cho riêng mình Một chút bình yên trong lòng Vậy mà Tôi đã từng yêu Hà Nội trong chút tĩnh lặng của nắng chiều, những con đường mùa thu vàng lá, hoa sữa thơm ngọt ngào đầu phố mỗi đêm về, những gánh hàng hoa còn đọng sương sớm hay những cơn mưa rào mùa hè bất chợt. Nhưng cũng chỉ là câu chuyện của hai năm về trước, Chắc lúc đó tâm hồn tôi dung cảm, yên bình và hạnh phúc nên Hà Nội trong mắt tôi thổn thức và say đắm đến như thế. Hai năm qua đi, những đắm say xưa dường như trở thành xa xỉ, nhất là giờ phút này khi tôi đang đứng trong một hôn trường chứng kiến đám cưới của người đã từng đem cho tôi tất cả những ngọt ngào một thủa. Trong tai tôi là tiếng của MC trên sân khấu réo rắt Hoa hé cười, gọi ngày vui tới, cũng là ngày cưới của đôi ta. Cho những cánh chim bay khắp dài ngân hà, cho đôi bạn trẻ trở về nơi tổ ấm. Thế là, niềm vui son sắt đợi chờ, tháng năm mong đợi bây giờ là đây. Và không để quý vị chờ lâu nữa, tôi xin trịnh trọng tuyên bố, buổi lễ vu quy chúc phúc cho đôi bạn trẻ, mừng hạnh phúc cho hai bên gia đình chính thức được bắt đầu. Một tràng pháo tay của quý vị ạ, à. xin được cảm ơn quý vị rất nhiều tiếng dẫn dắt chói tay của mc kéo tôi về hiện thực ngày hôm nay là đám cưới của anh và cô ấy trùng hợp thật tôi lại có mặt ở đây nếu có một ngày em mặc lên mình bộ váy cưới trở thành cô sâu của người khác anh sẽ không nhắc lại những cuồng si một thời nếu có một ngày anh khoác lên mình bộ vét trở thành chú rể của người khác em vẫn là giấc mộng thủa ban đầu của anh. Lúc anh kết hôn, em nhất định phải tới đó, chứ không thì không có cô dâu, anh sẽ xấu hổ lắm, nghe chưa? Tôi cố gạt ra những lời đường mật thủa còn yêu của người đàn ông đang đứng thẳng tắp trước sân khấu. Cẩn thận dắt tay người con gái mà anh ta yêu thương, người mà anh ta đã chọn qua khúc này là lúc mà cô dâu chú rẻ đến từng bàn để chúc rượu thực khách tôi không rõ cảm xúc lúc này của mình nữa là buồn ư hay nên là mừng rỡ anh ấy hạnh phúc rồi mà nhưng chẳng quan trọng nữa rồi dù sao tôi dập tắt những suy nghĩ lung tung ngửa mặt thật cao cố nặn ra một giọt nước mắt nóng hổi đứng dậy đi đến cạnh đôi nam nữ đang vui cười hạnh phúc nâng chén rượu cưới nhạt nhẽo chúc mừng họ đã lâu không gặp quân à không ngờ giờ gặp lại đã là đám cưới của anh chú rể quân có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh do rượu mà ánh mắt của anh phiếm hồng lơ đãng nâng chén nốt với bản thực khách rồi dắt tay duyên cô dâu của anh bước tới trước mặt tôi nở một nụ cười rực rỡ giọng anh hơi cao nãy anh lướt mắt qua anh còn tưởng là anh nhìn nhầm không ngờ đúng là em thật anh cảm ơn em đã dành thời gian đến dự đám cưới nhỏ của anh nói xong quân chờ tôi trả lời nhưng mà tôi lúc này lại đang nhìn chăm chăm vào cô dâu bên cạnh anh tách biệt khỏi tiếng nhạc tươi vui không khí giữa ba người trở nên gượng ngập anh nhìn tôi tôi nhìn cô ta cuối cùng Quân phá vỡ bầu không khí bằng một câu giới thiệu. Chắc là An không biết duyên đúng không? Em ấy là đàn em khóa dưới của em đó. Vừa mới tốt nghiệp là anh phải rước cô ấy về dinh ngay. Hai người chào hỏi đi. Tôi cụp mắt xuống cười lạnh. Nãy giờ là mình dỗi hơi nghĩ đến những năm tháng hạnh phúc ấy. Bỏ quên cách mà hắn đá phăng mình ra khỏi cuộc sống sao? Suy nghĩ chỉ vụt qua trong vòng hai giây. Tôi mỉm cười đúng là đàn em khóa dưới thật nhưng mà em chưa từng thấy duyên ở trường nhỉ chỉ là có từng gặp qua ở khu chợ phụ sản chị an em cảm ơn chị đã đến lễ cưới của tụi em duyên vội vã ngắt lời tôi sợ sệt một điều gì đó lòng tôi lại dâng lên một cảm giác hưng phấn quân có vẻ không quan tâm lắm về sự kỳ lạ gấp gáp của duyên vậy anh xin phép nhé em ở lại chơi anh với duyên còn phải đi chúc rượu họ hàng nữa tôi mỉm cười không thể để phí giọt nước mắt kia được bước chân sang nhường đường cho họ chỉ là khi chú rể quân đi qua tôi buông một câu đau lòng nước mắt bây giờ là thật đau lòng là thật lúc trước em nói muốn ở bên anh cả đời cũng là thật quân hơi sững sờ nghiêng đầu bày một bộ mặt thương hại xin lỗi em anh cần một người vợ còn trinh trái tim tôi thắt lại ngay lúc đó, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi bước ra khỏi lễ cưới náo nhiệt kia. Ghé siêu thị mua một ít bia và đồ nhắm, tối nay phải ăn mừng một chầu thật đã, ăn mừng vì tên cha nam đó cuối cùng cũng có một kết cục thích đáng. Gần 2 giờ đêm, giữa đống vỏ lon bia bừa bãi, tôi mệt mỏi cuộn mình lại trên tấm chiếu mắt lạnh. Trong đầu cứ vang lên câu nói của quân hồi chiều. Xin lỗi em, anh cần một người vợ còn trinh, còn trinh, còn trinh. Nó cứ văng vẳng cuốn tâm trí của kẻ cô đơn này về một ngày hè oi ả à của hai năm về trước, lúc mà hà nội còn yêu thương tôi bởi có quân bước vào trái tim. Tôi tình cờ gặp quân trong hội thảo tư vấn nghề nghiệp của công ty ngân hàng sao mai. Trong khoảng khắc ấy. Chữ duyên mà tôi tìm kiếm bao lâu nay đã xuất hiện. Hội thảo bắt đầu vào lúc 8:30 mà tận 8 giờ hơn tôi mới lọ mọ mò dậy, đánh răng rửa mặt, cơm còn chưa kịp ăn, chỉ qua loa chải lại đầu tóc. Sơ Vin đóng thùng cho thật ngay ngắn rồi phi ngay ra đường. Thú thật là tôi chẳng có chút hứng thú gì, chỉ là bị con bé Nhiên bản thân bắt ép phải đi với lý do có nhiều trai đẹp lắm, cộng với áp lực nghề nghiệp đang gần kề, đành phải lê lết cái thân xác lười biếng này phục vụ cho công cuộc đi tìm tương lai tươi sáng phía trước. Chẳng ai tin nổi, đêm qua 3 giờ sáng, tôi vẫn đang nhảy nhót ở New Sphin Beer Bar, láng hạ, đóng cọc ở đấy suốt 2 năm cuối đại học. Người ta ăn chơi vì nhiều mục đích, còn tôi thì đơn giản cũng như người ta, bế tất cả trong cuộc sống và tình yêu muốn trốn chạy thực tại. Cái nắng tháng 6 của Hà Nội khiến tôi tỉnh táo hơn. Trong lúc chờ đèn đỏ 99 giây, tôi lười biếng trách điện thoại thì không ngoài dự đoán cũng là 99 cộng cuộc gọi nhỡ đến từ nhiên béo. Chưa kịp định thần, lại một cuộc gọi nữa không có ai khoác ngoài mộ nhiên nắm chuyện kia. Mẹ! Con mẹ An kia, mày có biết bà gọi cho mày bao nhiêu cuộc không hả? Tối qua, nóc phải thuốc ngủ hay gì mà tao gọi mày không nghe máy? Giờ thì biết đường đội mồ dậy à? Tôi đã quá quen với phong cách hổ báo này của nó, nụng nịu bào chữa. Chị Nhiên không quan tâm đến em gì cả. Em bây giờ là một người thất bại thảm hại, tình và tiền đều không nghe lời mà chạy mất. Chị xem em có đáng thương không chứ? Bên đầu máy bên kia, vang lên một tiếng cười khoái chí <laughs> Cuối cùng thì cũng chịu chia tay cái thằng Huân rẻ rách kia rồi á à. Mẹ mừng cho con đấy An Thôi ngoan, về để mẹ nuôi nha Tôi gần giọng hơi cáu Con cảm ơn mẹ Nhưng mà con chưa chia tay đâu Còn lâu nhá Bỗng nhiên, một đống tiếng còi xe máy Làm tôi giật mình Hóa ra đèn xanh đã chạy được 3 giây Tôi nhanh chóng dặn dò với Nhiên Là mình sắp đến rồi Rồi phi xe lao vào dòng người hối hả không biết hôm nay sẽ như thế nào nhưng trong lòng tôi thấy hưng phấn lạ thường loanh quanh một lúc tôi mới tìm được đường vào hội trường may mà họ có dựng sẵn cái bách rốp to tướng tư vấn nghề nghiệp ngân hàng sao mai nơi tương lai vẫy gọi bạn tôi đứng chống nạn ngắm nghía nó một hồi trong lòng buồn cười tương lai vẫy gọi ư <laughs> nhảm nhí thế này mà con bé nhiên cũng bắt mình đến cho bằng được nghĩ đến khuôn mặt đáng yêu lúc nào cũng cố làm ra vẻ già dặn kia tôi lại thấy buồn cười bước nhanh vào nơi tổ chức hội thảo có vẻ người đến đã rất đông chật kín người rồi giờ kiếm chỗ nào ngồi bây giờ đang loay hoay cố chen chân vào chỗ ngồi khuất sau cùng thì bỗng nhiên có một thứ gì đó va vào sau lưng tôi tôi ngã ủy xuống thân thiết chạm mặt vào cái sàn nhà bóng lưỡng chỗ ngồi mơ ước kia cũng thành công bị một người khác giành mất. Bỏ qua hai nỗi đau trời thấu này, tôi lôm côm định bò dậy trong lòng chửi thầm, tiên sư thằng nào mù mắt vấp phải tao. Thì một cánh tay dịu dàng, ấm áp đỡ lấy, tầm mắt tôi bị che phủ bởi một khuôn ngực thấp thoáng hương thơm, nhàn nhạt của hoa hải đường chủ nhân của cú chạm vừa rồi là một anh chàng cao to, khuôn mặt có đường nét mỏng với đường xương hàm mềm mại, đôi môi đầy đặn đang mấp máy. Anh thành thật xin lỗi, em có sao không? Có bị đau ở đâu không? Những câu hỏi dồn dập không làm phai mở đi vẻ ngơ ngác của tôi. Đứng trước một thân ảnh cao giáo, tôi thầm nghĩ, dáng dấp không tệ nhỉ, nhìn còn rất nhiều tiền nữa nhưng rồi nhanh chóng định thần lại, nở một nụ cười tiêu chuẩn, rồi buông lời trêu ghẹo. Em cũng đau, nhưng mà khi nhìn thấy anh thì em lại đỡ đau hơn rồi đó. Gương mặt của người đàn ông cứng lại một chút, hai mắt mở to, dường như bất ngờ về lời nói của tôi. Thấy mọi người cũng đã ổn định chỗ ngồi, họ cũng đang hướng mắt xem trò ngã chồng vó của tôi. Tôi mới nghiêm túc lại, không muốn làm khó người ta, em đùa đấy chỉ là nhìn anh giống một người bạn của em nên không kìm được mới nói vậy em không sao đâu nói xong tôi quay lưng định bỏ đi dù sao cũng phải kiếm một chỗ ngồi để ổn định cái lưng nhức mỏi của mình vừa đi được hai bước thì cánh tay bỗng bị ai giữ lại là anh trai đó anh vẫn phải xin lỗi em một cách trịnh trọng cú ngã vừa rồi chắc là đau lắm nhìn em chắc là cũng chưa kiếm được chỗ ngồi anh làm bên ban tổ chức anh dẫn em lên trên này ngồi được không nghe đến đây tôi vui như mở cờ trong bụng nhưng vẫn cố từ chối dạ không dám làm phiền anh đâu ạ em không sao đưa đẩy một lúc trong sự cố chấp của anh chàng đẹp trai và sự mềm lòng của cô gái là tôi thì đúng lúc mà MC khai mạc tôi đã được yên vị ở hàng ghế thứ ba chính giữa, ngang nhiên nhìn được nguyên sân khấu. Bên cạnh còn có chàng trai đáng yêu, thơm mùi hải đường nữa. Ngồi được một lúc thì tôi bắt đầu thấy buồn ngủ. Bên tai vẫn văng vẳng những lời chia sẻ đầy quý báu của diễn giả chương trình. Tôi quay sang, nhìn người bên cạnh và hốt hoảng bởi sự đẹp trai của anh ấy. Đường nét dịu dàng khi nhìn chính diện hấp dẫn bao nhiêu thì sườn mặt cương trực lúc này càng quyến rũ bấy nhiêu. Ngắm nhìn người ta một cách công khai như này là chuyện mà tên lưu manh an như tôi làm hàng ngày. Chợt nhớ đến lời chia tay mà đêm qua bạn trai mình vừa buông tôi lại thấy đỏ mặt. Rõ ràng hôm qua còn cương quyết có chết cũng không chịu chia tay mà giờ nhìn người này trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác muốn quay ngược quá khứ hét thẳng vào mặt huân một cách sảng khoái em đồng ý đương nhiên đó cũng chỉ là tưởng tượng bởi vì đến hiện tại giữa tôi và huân không chỉ là tình cảm đơn thuần huân giàu có đẹp trai chiều chuộng và cũng là người mà tôi trao lần đầu của mình những cô gái tỉnh lẻ ai mà không quan trọng chi tiết sinh ra trong một gia đình nông thôn không mấy khá giả cũng chẳng hạnh phúc được bước chân vào chốn phồn hoa náo nhiệt này có lẽ là một giấc mơ đối với tôi giờ đây tôi quằn quại trong giấc mơ ấy với huân chúng tôi còn có tình yêu không không ai rõ vì ngoài những ham muốn xác thịt nguyên thủy kia huân còn cho tôi tiền một số tiền đủ cho tôi dành hàng đêm cho những thú vui ăn chơi trụy lạc số tiền khiến tôi mơ hồ về tương lai, hay cứ mãi như thế đi, chỉ cần còn bám được Huân thì tôi sẽ sống như vậy, chí ít là bây giờ. Nực cười, là hôm qua anh ta còn chia tay, chắc tôi không đủ thỏa mãn anh ta nữa, một giống đực thông minh như thế chắc cũng cần thỏa mãn về mặt cảm xúc. Lần đầu gặp Huân, anh ta bảo trông tôi giống như một bát cơm nguội mà anh thì cực kỳ nghiền cơm nó làm tôi phì cười có lẽ khuôn mặt dễ nhìn cùng tính cách quật cường pha chút tự ti của một cô sinh viên tỉnh lẻ khiến cho huân bị chinh phục và sau đó cũng như bao đôi tình nhân khác chúng tôi mặn nồng đến đỉnh điểm thì tôi cũng quyết định trao thân cho anh ta lúc đó tôi cũng sợ sệt lắm sợ đau sợ sau đó anh ta sẽ bỏ rơi mình chơi chán thì đá mình nhưng tình yêu thời điểm đó chỉ khiến tôi do dự chốc lát. Rồi chính tôi cũng xa vào thỏa mãn cơn tình yêu gây nghiện kia. Chỉ như một thoáng chốc, cũng như dài đằng đẵng mấy năm trời, cuối cùng đổi lại tôi hiện tại, một người bình thường nếu không muốn nói là tầm thường. Em có sao không? Sao tự dưng em nhìn anh mãi thế? Bộ trên mặt anh có dính gì à? Thanh âm dịu dàng của anh đẹp trai làm tôi sực tỉnh. À, em đã bảo nhìn anh giống một người bạn của em mà." Tôi vừa nói vừa cười giải thích lấy lệ. Sau cuộc trò chuyện nhỏ, thì tôi biết anh chàng đẹp trai này tên Quân, Bùi Hoàng Quân. Cái tên nghe rất kêu. Anh là cháu trai của CEO Bùi Hoàng Nam, một trong những trụ cột của công ty ngân hàng Sao Mai. Thảo nào anh là ban tổ chức của hội thảo này, về trường tôi vừa truyền thông vừa muốn khảo sát nguồn nhân lực, giới thiệu việc làm. Chúng tôi có vẻ hợp nhau ở gu nói chuyện. Tuy tôi không quá xuất sắc trong bài vở trên lớp nhưng lại rất sành sỏi những câu chuyện xã hội. Sự nhanh nhẹn này may mắn bắt kịp được người đàn ông tri thức trước mặt. Từ đầu đến chân, quân chắc chắn là hình mẫu người chồng mà năm 18 tuổi tôi mơ ước, còn hiện tại thì chắc là không vì người ta vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với tôi tôi tự biết lượng sức mình nghĩ thầm chắc anh đã có bóng hồng trong tim chỉ hơi bất ngờ là đến khi chương trình kết thúc anh vội vàng phải rời đi ngay vì có công việc nhưng vẫn xin tôi phương thức liên lạc còn bảo là sự gặp gỡ đầy may mắn tôi cười thầm Nghĩ có lẽ anh ta thấy được năng lực nghề nghiệp siêu cấp của mình sao Cứ ngỡ cảm xúc ngây dại hôm ấy sẽ bị bỏ ngỏ Ai ngờ vào lúc đất khô cằn nhất Một giọt sương mai cũng đủ làm bừng tỉnh sức sống của Thảo Nguyên Quân chủ động liên hệ với tôi Bàn hỏi thăm về một số chuyện sinh viên trong khoa Dần già chuyển sang nghề nghiệp Thậm chí là thói quen, sở thích Chúng tôi chia sẻ với nhau cả thế giới Khi mà khao khát được gặp gỡ lên đỉnh điểm Chúng tôi hẹn nhau đi ăn những món ăn lề đường Nhấm nháp những cốc cà phê bụi thơm nức Dạo chơi trên những con đường ngào ngạt mùi hoa sữa Thời điểm này Hà Nội là hạnh phúc của tôi Vì Hà Nội có quân Suốt hai tháng trò chuyện và đi chơi, tôi đã vứt Huân đi từ lúc nào anh ta cũng vui vẻ chấp nhận thiếu hình bóng của tôi như một sự thỏa mãn. Bên dòng sông nhỏ, ánh hoàng hôn lan tỏa khắp bầu trời, tôi và quân đứng bên nhau, trong không gian yên bình và ngọt ngào. Những cánh hoa trắng là tả nở rộ Tạo nên một khung cảnh nhẹ nhàng Lãng mạn Dưới bầu trời đầy sao Quân nắm lấy tay tôi Sự mơn trớn vút ve dịu dàng Làm tim tôi tan chảy Tôi nhìn sâu vào đôi mắt của Quân, ánh mắt ấy tỏa sáng như những tia nắng chiều qua mây trời, trái tim tôi như bùng cháy trong lòng, đập mạnh và thổn thức. Cuối cùng, anh ấy mở lời, "Từ khi gặp em lần đầu, cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn." Với một giọng điệu trầm ấm và yêu thương, em là ngọn lửa sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của tôi là ánh sáng trong đêm tối mỗi lúc ở bên em tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc viên mãn không hiểu sao nghe mấy lời đường mật này lòng tôi lại phơi phới như thiếu nữ đôi mươi tôi nhẹ nhàng cười và đáp lại anh đã làm cho mỗi khoảnh khắc của cuộc sống trở nên đáng nhớ hơn từ cái nhìn đầu tiên em đã biết rằng Trái tim em đã thuộc về anh. Mỗi ngày em luôn mong chờ được thấy anh và cảm nhận được tình yêu của chúng ta trỗi dậy. Cả hai chúng tôi đứng trong vòng tay của nhau, cảm nhận được sự kết nối và tình yêu cháy bỏng. Quân hít thở sâu và nói như ngàn lời hứa, anh muốn nắm tay em, đi cùng em trên mọi con đường cuộc sống, anh muốn trao cho em tình yêu và sự chăm sóc mãi mãi. Anh yêu em và anh muốn nói điều đó từ tận đáy lòng. Một đêm quá chén, trong bầu không khí ấm áp và sự thân mật, tôi và Quân đã đánh mất những ranh giới và trao đổi thêm một thứ tình cảm mới. Với một đứa như tôi, trước kia làm tình đã quá đỗi bình thường, nhưng giờ đây, được làm tình với Quân, người tình trong mộng của bao cô gái, lại là một câu chuyện khác tôi không còn trinh trắng, lần đầu chẳng thể dành cho anh. Trong không gian êm đềm, ánh đèn lung linh lấp lánh, giữa đêm tình ái nồng nàn, hai trái tim đang lặn mình trong cơn say đắm. Tôi đã không biết đến sự bất thường của anh lúc xâm nhập vào mình, ở ngoài dịu dàng bao nhiêu thì trên giường anh ta lại hung hăng bấy nhiêu, càn rỡ như một con thú động đực, xoay sở trên người tôi đến mệt mỏi trong tiếng thở dốc, môi hôn quấn quýt của hai con người đang mất dần lý trí. Quân bỗng nhìn sâu vào ánh mắt như ngập nước của tôi. Em làm anh mê mẩn, thôi miên linh hồn của anh, nhưng anh vẫn sẽ nguyện đắm chìm. Giây phút ấy, tôi cười nhẹ, đặt tay lên ngực của Quân. Anh có biết không, từ khi gặp anh, em cảm thấy cuộc sống của mình trở nên tươi đẹp hơn, đầy áp hy vọng và khát vọng. Em muốn được bước vào tương lai bên anh. Hai người hòa vào nhau, chìm đắm trong tình yêu đang nở rộ. Dưới ánh đèn trần lung linh, từng đợt hơi thở và nhịp đập trái tim tạo nên một bản tình ca thăng hoa. Lời thì thầm của tình yêu cháy bỏng. Lúc trước, tôi bảo sẽ đi tìm tương lai sáng lạn, giờ tôi tìm được rồi đây, chúng tôi yêu nhau và đến với nhau nhẹ nhàng như vậy. Nhưng chia tay có lẽ cũng nhẹ nhàng đến vậy. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Tình yêu thủa ban đầu là vậy. Sẽ có mặn nồng, sẽ có xa cách. Tôi quá hiểu điều đó. Dù có vững chãi như thế nào, một khi giữa hai người có một kẻ muốn buông tay thì tan vỡ là chuyện sớm muộn. Quân trong mắt tôi đẹp đẽ và hoàn hảo đến nhường nào. Nhưng rồi, vẫn phải chia tay anh. Tôi ngồi trong căn phòng nhỏ, ngập tràn trong sự lạc lõng và đau khổ. Những khoảng khắc vui vẻ và âu yếm dường như chỉ còn là hồi ức xa xôi. Từ khi quân phát hiện ra tôi không còn trinh trắng, mọi thứ đã thay đổi. Ban đầu, quân vẫn yêu thương và âu yếm tôi như trước, nhưng từng chút một, những lời biện hộ, những lý do bận rộn và sự xa cách bắt đầu xuất hiện quân đã tạo khoảng cách giữa chúng tôi như một cách trốn tránh thực tế đau đớn. Tình yêu và sự quan tâm của anh dần dà biến mất như những hạt cát trôi đi giữa đại dương. Một chuyến công tác kéo dài một tháng chỉ trao cho tôi những con chữ trên dòng tin nhắn lạnh lẽo, vài ba cuộc gọi hỏi han mờ mịt trái tim tôi càng ngày càng đau như một hòn đá bị mài mòn trong sóng xoáy của sự không chắc chắn dù biết kết cục nhưng tôi vẫn bất chấp cố gắng đến mệt mỏi và rồi đến ngày hôm nay quân đột ngột tuyên bố chia tay với lý do lãng xẹt là tôi đã thay đổi không còn giống như ban đầu là thay đổi hay không xứng đáng lời từ biệt như một lưỡi dao cắt và trái tim tôi, làm tôi ngã quỵ trong nỗi đau và sự thất vọng. Tôi tự hỏi, liệu tôi có thực sự thay đổi? Tôi chỉ là một người phụ nữ đã trải qua mất mát, trinh trắng quan trọng đến thế sao? Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xóa bỏ tình yêu của chúng tôi. Tôi cảm nhận được từng giọt nước mắt lăn trên gò má là biểu hiện của sự mất mát và đau khổ cuộc sống đã mang đến cho tôi một bài học đắt giá về sự thật và sự thay đổi nhưng đau đớn này không thể khắc sâu vào tâm trí làm mất đi giá trị của tôi cuộc sống của tôi ở thời điểm đó như địa ngục không gia đình không tình yêu trốn chạy mọi thứ kể những lời yêu thương, hỏi han của bạn bè, ngu ngốc, bần tiện, không miêu tả được con người ngày ấy. Có lúc tôi vẫn lén tìm kiếm những thông tin của anh trên mạng xã hội, gửi biết bao nhiêu tin nhắn, cuộc gọi không hồi âm, lụy tình đến thế là cùng. Khi chiều tối nhòa dần, tôi thở một hơi nhẹ nhàng trước khi vội vã tiến vào bến xe buýt. giờ tan tầm. Dòng người đổ dồn từ hai hướng, chen nhau từng centimet. Ở bất kỳ bến xe buýt nào vào thời điểm này cũng đông người chờ để kịp chuyến xe về nhà lúc 7 giờ. Con đường nơi tôi đứng uốn lượn trong tiếng còi ô tô inh ỏi, giữa màn khói xám mỏng mịn và mùi xăng dầu hỗn độn cuốn lấy mọi tầng lớp người lao động. Dường như không có chỗ nào yên tĩnh trong bầu không khí u tối đó, ngoại trừ Chiếc tháp nước cổ ấm áp trong lớp gạch cũ. Tình yêu lưu lại về phía bên kia của ngày khi ánh nắng trói trang tắt đi và một Hà Nội trong tôi bỗng trở nên gần nhưng lại xa xôi. Không phải vì cành cây đơn độc đứng chơ trụi lá. Không phải vì cành cây đơn độc đứng chơ trụi lá. Không phải vì dòng xe cộ đang lăn về mọi hướng, không thể giải thích nổi vì sao nỗi buồn luôn vương vấn mỗi chiều gió đông về. Chỉ biết rằng khi tôi chạm đến Hà Nội, cảm giác ấy lại trỗi dậy. Có lẽ do mùa này, Hà Nội trống rỗng không mưa. Reng, reng, reng. Tiếng chuông báo thức inh ỏi cứ vang lên. Tôi khó khăn bò dậy khỏi đống hỗn độn giữa nhà vừa đau đầu vừa nhức mỏi. Sau khi tắt báo thức, tôi ngả mình xuống giường, nhớ lại giấc mơ đêm qua. Quả là một giấc mơ dài, dài đến đáng sợ. Ký ức đã chôn chặt, giờ lại bùng lên như một cơn lốc, khiến đầu óc tôi sụi lơ, bỏ lại những suy nghĩ ngổn ngang. Tôi bỗng phá lên cười. Từ lúc chia tay quân, tôi điên cuồng đến cỡ nào thất bại đến cỡ nào, thậm chí uất hận, sợ hãi vì sợ sẽ có quân hai, quân ba đến và đi như vậy. Đã có lúc, tôi muốn lựa chọn phương án phá lại màng trinh, dù rất đau, rất tốn tiền, nhưng đổi lại, tôi được tự do về tâm hồn không phải sao. Nhưng rồi, tôi không muốn làm điều đó tôi không muốn lừa dối người đàn ông mình yêu thương không muốn phải nơm nớp trong lo sợ một ngày nào đó bí mật sẽ bại lộ và tôi lại trở về con số không tròn chỉnh tôi tin rằng vẫn còn người đàn ông yêu thương chính con người của tôi trân trọng những gì tôi có bỏ qua quá khứ lầm lỗi của tôi để cùng tôi bước tiếp nhớ lại tôi mới thấy điều buồn cười nhất trong thời điểm tôi còn muốn làm việc đó là khi đến khu chợ phụ sản nơi mà nhiều cô gái lựa chọn làm lại cuộc đời bằng cách làm giả màng trinh hoặc vá lại màng trinh tôi đã gặp duyên ở đó duyên ở đây không ai khác chính là cô dâu nhỏ của quân tưởng tượng mà xem nực cười đến mức nào anh ta đá một đứa mất trinh như tôi chê tôi bẩn giờ về vớ phải một con vợ còn tã hơn tôi nữa. Ngay cả Huân, người yêu cũ của tôi cũng từng chơi qua cô ta. Cha nam thì đi cùng tiện nữ, kết cục này xứng đáng với quân, cũng xứng đáng với tôi. Tôi chở mình ngủ thêm một giấc, dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, nuông chiều bản thân một tí, ngày mai sống tốt hơn và đẹp hơn hôm nay là được. Quý vị và các bạn thân mến, hay chỉ vì tập trung vào Mất Trinh, hãy nhìn vào bản thân người phụ nữ và những phẩm chất khác của cô ấy. Tình yêu không chỉ dựa trên trinh tiết, mà còn cần sự tôn trọng, sự chia sẻ và sự hiểu biết lẫn nhau. Nếu người yêu không thể chấp nhận bạn Mất Trinh, có thể đó không phải là mối quan hệ đúng đắn cho bạn. Hãy nhớ rằng, bạn xứng đáng, có một người thực sự yêu thương và tôn trọng bạn bất kể quá khứ của bạn là gì nếu bạn đã có một tâm hồn đẹp một cách sống đẹp thái độ cởi mở tự tin một vốn kiến thức phong phú một tính cách phong thái rất phụ nữ thân thể chúng ta dù vẹn nguyên hay khuyết tật dù trẻ trung hay già lão dù đẹp đẽ hay xấu xí dù trinh nguyên hay từng bị hoen ố cũng chỉ là thứ sẽ trở về với cát bụi. Chỉ có nghị lực và thái độ sống mới quyết định số phận của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe tâm sự của một cô gái từng trải qua biết bao đổ vỡ trong tình yêu, chỉ vì không giữ được chữ trinh trong mối tình trước đó. Cuộc sống hiện đại ngày nay đã cuốn đi rất nhiều quan niệm trói buộc người phụ nữ, nhưng thực ra trong tình yêu người đàn ông nào cũng vẫn mong muốn có được trọn vẹn người đàn bà của chính mình bởi vậy nếu không đủ bao dung rộng lượng nếu vẫn còn chút tư tưởng cổ hủ coi trọng trinh tiết hơn tất cả thì chuyện tan vỡ tình yêu hoặc có thái độ coi rẻ người mình từng thương yêu vẫn sẽ xảy ra câu chuyện của cô gái trẻ này cũng không phải là một ngoại lệ các bạn hãy cùng audio chuyện hay tham gia ý kiến trong phần bình luận các bạn nhé cảm ơn các bạn rất nhiều tạm biệt và hẹn gặp lại